Khi mình đứng vào vị trí mà cố định như vậy, mình tưởng cảm giác là chuẩn bị phạt hay là vấn đề gì mình bây giờ mình không có mặt thường xuyên hay là bị tra khảo hay là bất kỳ hình thức nào khác cũng hơi lo sợ. Nhưng mà khi các bạn cùng hòa lên cảm xúc và nói mình chịu dạo này hơi lo về công việc thì sự thật thì lúc đó mình cảm thấy rất là xúc động nhưng mà không nói thành lời được. 8 thành viên đã có mặt đầy đủ. Đây là lúc để tổng kết thử thách của các bạn. Thử thách của anh với ca là hoàn thành nhỉ? Hai hai người trao tên cho nhau. Sao ca lại đi làm? Ca phải đi bơi với chun chứ. Tại vì hôm qua là ngày ca off, thì hôm nay ca phải làm bù ấy. Anh thử thử thách nó rõ ràng vậy luôn á mọi người. Còn ai hoàn thành nữa không? Hoàn thành rồi. Ông là gì? Cổng bé Trâm đi bộ 100 mét. Ôi, vậy em thực hiện lúc nào? Em thực hiện lúc mà bé Nhu. Hồi trưa chưa? Bé Nhu hồi trưa đặt nhớ. Em tưởng là FaceTime. Đặt cầu an, anh đi ra ngoài, anh nói ra ngoài đi. Cái của Nhu là gì nhỉ? Thực hiện lúc sáng rồi, squat. Squat. Trời ơi. Em về Trâm. Em với Hằng. Là làm gì? Nói chung là không làm được. Nhưng mà thì kể đi. Em không thể nào nắm tay Hằng đi trước mặt mọi người được. Mà lúc đó là về điều kiện thời tiết. Nhưng mà do thời tiết chứ, đúng không? Do thời tiết thôi chứ thật ra là lòng bạn cũng... Thì mình cảm thấy lúc đó anh Long khá là hồi hộp với lại cái thử thách của mình, và anh Long cũng không có vui vẻ cho mấy khi mà được bắt cặp chung với mình, cho dù trước đó mình hy vọng là anh Long là cái người hài hước nên anh Long sẽ nói chuyện với mình hợp, nhưng mà thực ra thì không phải như vậy, tại vì tất cả những cái sự chú ý của anh Long đang dồn về Trâm. Anh nghĩ được hình phạt gì cho Hằng về Long không kìa? Phạt hai người yêu nhau suốt đời. Em có này bạn hơi ác ấy. Phạt hay là thưởng nhỉ? Thưởng rồi. Trong cái phạt có cái thử ứng. Kiểu này thơm quá. Nhận. Long nhanh. Tối nay các bạn sẽ có một bữa tiệc barbecue, nên Kaka, Nhu và Đạt đã chuẩn bị từ chiều. Hơn 6 giờ thì Trung cũng về tới. Hai anh làm món gì kìa? Đây nè. Làm món nướng. Cái làm cho cả ngày nên làm gì? Nó, dạ, chặt thịt nè. Chặt thịt từ sáng đến tối. Đạt hẹn hò. Hẹn hò với Nhu. Wow. Ủa đi cà phê mà đúng không? Nghe đồn vậy mà. Ủa biết luôn hả? Nghe Trâm kể. Cho anh ngồi chơi. Tin đi cái đó đó. Chơi đi. Anh về tới rồi lên tắm rửa chưa? Chưa. Chưa. Tại thì ăn thịt nướng khỏi nên ăn xong rồi tắm, gần ngủ rồi tắm. Ý hay, em cũng nghĩ vậy. Anh Chuân ơi. Ơi. Anh ơi, anh đừng tranh thủ quá nha. Tranh thủ chứ, cả ngày nay anh không được gặp Nhu đâu. Quả là Trung rất tranh thủ. Khi phát hiện còn thiếu nguyên liệu, Trung liền rủ Nhu đi mua. Em còn muốn đi với anh không? Hoặc là anh tranh thủ đi, nè. Sao không được hả? Vậy đi. Mày là người dùng tiện chứ, ghét thiệt á. Đi chơi, ủa đi mua vui vẻ nha. Vui chứ. Mắt em có cái này sẹo không? Ấy, điểm... Sao ai cũng hỏi vậy trời? Điểm nhấn giống kiểu giọt lệ, giống kiểu người ta đỉnh cái ngọc, đỉnh cái đá vào cái thôi. Mắt ấy đẹp. Dẻo miệng quá. Đẹp. Nói thật. Trung vẫn như thế mỗi khi bên Nhu, hài hước, nhẹ nhàng quan tâm, nhẹ nhàng chăm sóc. Hôm nay tình huống nào mà em để cho Trâm bước lên hết hồn, các anh thực sự giật mình nhẹ luôn á. Alo, có ai Trâm không vậy? Đây. Thì đi ra đây chứ, đây gì? Anh làm có em vô. Em sợ anh ăn thịt em hay gì.
Ok. Anh quên cái này. À, ok. Sao em nghe là anh mua cái bịch đồ kia cho em à? Cái bịch hồi nãy. Đúng rồi, đúng rồi. Cảm ơn anh. Nên là lên đây gửi anh cái này lại thôi. Hay là cảm ơn nữa. Ok. Mà anh á, anh thấy anh có vui khi em làm như vậy không? Anh có vui không hả? Vui lúc anh rối bời đó, không biết vui không nữa. Thế thôi, lần sau không thế nữa. Anh rối bời đó đâu, anh có vui đâu. Thế thì lần sau em không thế nữa. 1, 2, 3, 4. Trời ơi, chăm làm gì mà. Lớp 2 không phải lớp ren được mưa nữa. Nếu em là cơn mưa thì anh sẽ bị ướt. Anh sẽ ông câu này hơi nhạt nha. Câu này hơi nhạt nha. Anh là làm hôm qua là em thiệt á. Hôm qua em tin tưởng cái bản thơ anh lắm luôn á. Hôm nay cái bản thơ của anh là em thấy là bớt bớt rồi nha. Không có giữ phong độ á, bớt bớt rồi đó nha. Phong độ chỉ là nhất thời đẳng cấp với làm em ấy đó. Anh đồ ơi, em nói thì em thần tượng anh lắm luôn á mà anh em không muốn. Em như yêu biệt cả. Vì nhầm chim. Anh cũng sẽ không sao. Anh cũng sẽ yêu em. Anh có sao không? Anh đi có sao đó. Mọi người em mưa rồi, chắc là mình đi vô nhà ngồi đi mọi người. Mưa thì chắc tiếng em sợ mưa lớn á. Lớn rồi. Ừ. Đi kề vô nhà đi. Cùng đi anh. Vô mà không nói gì luôn. Chậm trễ, chậm trễ. Nhạt nhòa đấy. Khát nước rồi gì đó. Thì em lâu lâu em chủ động em vô đi. Khi nào cũng chờ đợi. Tại vì anh chủ động trước. Trời. Em nghe chưa, tất cả mọi người nghe chưa? Cái tông giọng đó là cái tông giọng mà hạ xuống một chút được không? Em quá đây à. Anh nhắc lại là anh nồng tình lắm á. 2, 3, vô. 2, 3, vô. Anh nhẹ quá. Anh nhẹ quá. Lòng của nè. Ủa anh Chu hôm nay mất điểm ghê luôn á ta. Ờ sao á. Em hết thần tượng nói luôn. Biết sao không? Tự nhiên người ta có tình yêu vô cái người ta hết bình thường, người ta bị lắc luôn. Làm 8 ghi giờ còn có 2 ghi. Ủa thì sao em thấy á, nữ nhà chung ai cũng xinh đẹp nè, cũng giỏi giang các thứ, biết nấu ăn cái gì, nói chung cái gì cũng biết. Mà tại sao mấy anh lại ít chủ động như vậy, khó hiểu nhỉ. Cái lúc mà người ta đi chơi vô chung với nhau á, đi chơi riêng với nhau ấy, em sao biết được người ta nói chuyện gì mà em biết người ta không chủ động đúng không? Nó ra sao em biết được, sao em biết được. Dạ có kìa, kê vậy nói vậy đó. Ờ vậy là mà, có hả? Nhưng mà anh Chun thách thức dễ sợ luôn. Sao em biết được? Thì ý á. Sao em biết được anh không làm gì? Đúng, sao biết được, đúng không làm gì thôi. Không, sao không, sao em biết được Đạt là nói có gì? Em chỉ biết người ta đổi với em như nào thôi. Em không biết người ta đổi với người khác như nào. Em chỉ biết người ta đổi với em như nào thôi. Em không biết người ta đổi với người khác như nào. Trời ơi, đau lòng. Trời ơi, đau lòng thiệt chứ. Anh nói lại câu đó đi, để em đau lòng lại cái. Con này hơi cay. Ý của Ca là lúc đó Ca không có thấy được sự chủ động đúng không? Đúng rồi. Chứ nếu mà ở riêng thì anh tất nhiên là Ca không biết phải. Rồi bác sao mà không có mặt ở đó sao mà biết được đúng không? Đúng. Em chỉ cần. Đúng. Anh à, nhu chưa? Anh... Ủa? Nói ra bình thường mà ta. Đúng rồi, em quốc câu đó là thiệt á. Chỉ còn nín mà thôi chứ anh không nói gì được gì luôn, đúng không? Bà thấy nó bình thường đúng không? Dạ. Mọi người nhìn bà như kiểu bà nghiêm túc mà kinh khủng lắm hiểu không? Bình thường thôi. Ừ, nó bình thường. Không biết không? Không, cái đó không phải là ai cũng có thể nói được á. Đúng rồi. Tâm vọng nó không ai muốn nói được nói đâu. Ngàn người có một luôn á em, thiệt luôn. Anh thông là thật. Hello. Anh đừng nói đi, anh đừng nói đi, anh đừng tiến tới nữa. Đi ra ngoài. Không, anh đừng đó, đúng rồi, quay lại, quay lưng lại. Mọi người đi qua đây. Gì vậy? Em đừng đò luôn á. Đừng nói, anh qua đây nè. Đây là món quà của các thành viên dành cho Đông khi biết anh chàng đang stress vì công việc. 7 thành viên đã tập tiết mục này từ chiều. 2, 3. Baby sa tu 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 baby sa tu 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 baby sa tu 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 baby sa
Ding dong, sa tu 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 tu, ding dong, sa tu 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 tu, ding dong, sa tu 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 tu, ding dong, sa. Anh Đông ơi, anh Đông, anh có giấu giếm tụi em chuyện gì không? Tụi em muốn lắng nghe từ xuân rồi hạ rồi đến là thu đông. Nếu anh thích bạn nào thì cứ chủ động, đừng như gấu trắng lại ngủ đâu. Ê, đình đông, đình đông, đình đông. Hey. Yo. Hồi đó là hỏi luôn á hả? Con nói tiếp mà. Rap thôi. Em còn nói tiếp mà. Em biết nói gì nữa đâu. Không, một đếch. Mục đích kiểu ngày hôm nay là tụi em biết là kiểu anh có kiểu anh có rất là nhiều cái mối bận tâm bên ngoài á, tụi em muốn tổ chức cái kiểu một ngày hôm nay để cho anh xả stress kiểu. Để anh muốn cái gì thì kiểu tâm sự với tụi em kiểu này là một gia đình rồi, này không? Giống như là muốn anh cười nhiều hơn để thoải mái, không còn stress công việc nữa. Phải chia sẻ mọi người nhiều hơn ấy. Thời gian dành cho mọi người hơi bị ít. Đúng rồi. Nói chung là mọi người không muốn anh ôm cái mối bận tâm nó vô một mình. Mọi người ở đây để chia sẻ cùng anh. Quá tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Khi mình đứng vào vị trí mà cố định như vậy, mình tưởng cảm giác là chuẩn bị phạt hay là vấn đề gì mình bây giờ mình không có mặt thường xuyên hay là bị tra khảo hay là bất kỳ hình thức nào khác cũng hơi lo sợ. Nhưng mà khi các bạn cùng hòa lên cảm xúc và nói mình chịu dạo này hơi lo về công việc thì sự thật thì lúc đó mình cảm thấy rất là xúc động nhưng mà không nói thành lời được. 8 thành viên đã có mặt đầy đủ. Đây là lúc để tổng kết thử thách của các bạn. Thử thách của anh với ca là hoàn thành nhỉ? Ừ. hai người trào tên cho nhau. Số ca này là ca phải đi bơi với chun. Tại vì hôm qua là ngày cao thì hôm nay ca phải làm bù ấy. Em thử thử thách nó rõ ràng vậy luôn á mọi người. Còn ai hoàn thành nữa không? Hoàn thành rồi. Ông lấy gì? Cổng bé Trâm đi bộ 100m. Ôi. Vậy em thực hiện lúc nào? Em thực hiện lúc mà Mấy Nhu. Hồi trưa chưa? Mấy Nhu hồi trưa đặt nhớ em không? Tưởng là phây tham. Em đặt cầu an, anh đi ra ngoài, anh nói ra ngoài đi. Okay, chứ con chịu xíu. Cái của Nhu là gì nhỉ? Thực hiện lúc sáng rồi, squat. Squat. Trời ơi. Em về trong. Em với Hằng. Là làm gì? Nói chung là không làm được. Nhưng mà thì kể đi. Em không thể nào nắm tay Hằng đi tiếp mặt mọi người được. Mà lúc đó là vì điều kiện thời tiết. Nhưng mà do thời tiết chứ, nhớ. Do thời tiết thôi chứ thật ra là lòng bạn cũng... Thì mình cảm thấy lúc đó anh Long khá là hồi hộp với lại cái thử thách của mình. Và anh Long cũng không có vui vẻ cho mấy khi mà được bắt cặp chung với mình. Cho dù trước đó mình hy vọng là anh Long là cái người hài hước nên anh Long sẽ nói chuyện với mình hợp. Nhưng mà thực ra thì không phải như vậy. Tại vì tất cả những cái sự chú ý của anh Long đang dồn về trong. Anh nghĩ được hình phạt gì cho Hằng về Long không kìa? Phạt hai người yêu nhau suốt đời. Em có này bạn hơi ác á. Phạt hay là thưởng nhỉ? Thưởng rồi. Trong cái phạt có cái thưởng. Kiều này thơm quá. Nhận. Long nhận. Bây giờ không thôi, hai người vừa ngậm chanh vừa đọc slogan. Slogan của lớp Hao. Đúng rồi. Đúng không? Tay vừa ngậm chanh hợp lý. Vậy hả? Anh có nghĩ ra cái nào khó hơn không? Anh không nghĩ ra nhưng mà anh thấy cái dễ thật. Dễ hả? Vậy anh ngậm chanh, anh đọc slogan. Đánh đá. My man. Bây giờ em xuống em gọt chanh nha. Ok, chơi hình phạt đó cũng được á. Chơi đi. Roommate của em mà anh chạy đâu được. Teamwork á, teamwork. Ê nhớ cắt vừa nha, đừng có cắt nửa trái, bắt ngậm nha bạn. Tôi cắt xong rồi tôi bóp cho chảy nước rồi cũng ginh lên. Bông bôi ớt nữa. Dưa lòng.
Không chỉ có thế, Trâm quyết định tăng thêm độ khó cho hình phạt của Long. Ui. Nè mà. Rồi, để xếp. Từ từ cho nha 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 xíu này, cho nha nha một xíu. Về hồng. Về lớp hao. Về lớp hồng. Về kết hao. Đúng không? Đúng rồi. Đúng. Rút, rút, rút. Quá Long ơi. Ổn không? À. Ổn không? À. Đêm đã khuya nhưng các chàng trai, cô gái vẫn còn có những cuộc hẹn với nhau. À, kiểu anh rất là muốn biết cái kiểu cái mối bạn trai của em và cái suy nghĩ của em với tất cả những bốn bạn nam trong lớp học như thế nào. Một câu hỏi mà nó có nhiều. Đúng rồi, nhiều quá chi tiết đúng không? Đúng rồi, ừ. Anh đã suy nghĩ cái câu hỏi này lâu lắm rồi chưa? Đúng rồi, anh suy nghĩ từ hôm qua tới giờ. À, hèn gì, nó lại nhiều ý hết vậy. Ok. Là sao? Mẫu người bạn trai em thích là cao. Điềm đạm. Tri thức. Tri thức. Hiểu biết. Biết lắng nghe. Quan tâm em. Thú vị. Em nghĩ như thế nào gọi là thú vị? Thú vị là họ sẽ có những điều lạ mà em thấy nó vui, nó hài hoặc là nó mới mẻ đối với em. Ừ, những câu đùa của em, những đùa của anh nó có mới mẻ với em không? Câu đùa của anh hả? Ừ. Câu đùa nào nhỉ? Ví dụ gì? Anh đúng là anh sẽ không để em đứng bên này đâu, em phải đứng bên này nè. Tại sao? Rồi, ok. Cái câu này anh suy nghĩ rất là lâu rồi. Anh sẽ dành cái câu này cho em. Là khi đi với anh, em sẽ không bao giờ được đứng bên lề trái. Biết tại sao? Tại sao? Bởi vì em là lẽ phải. Bởi vì em là lẽ phải. Thả thính. Câu thả thính thì em có nghe rồi. Đâu, cái này không có thả thính, cái này là sự thật, hiểu không? Hello anh. Đây, ngồi đi. Ok. À, sáng em hơi hiểu làm anh tí. À, em hơi hiểu làm anh. Sao vậy? Cái cảm nhận cặp đôi bí ẩn á thì ngay từ đầu là đã có rồi. Nhưng mà sau buổi sáng thêm cái chuyện mà hơi lỡ hẹn á, thì em lại càng căng thẳng là cặp đôi bí ẩn hơn. Một là anh là cặp đôi bí ẩn, còn hai là anh ngủ quên. Không, tao không quên đâu. Anh ngủ quên là anh có dậy đúng giờ đúng không? Đúng rồi. Nhưng tại sao anh không có xuống mà lại ngồi trên phòng? Không phải anh chờ em lên kêu anh? Không phải, anh chưa thấy cái tín hiệu gì là xuống hay là cái gì á. Anh nghĩ là chắc phải có một cái tín hiệu gì chung cùng lúc xuống. Mà anh quên đề xuất với em luôn. Mà anh nghĩ là chắc em cũng chưa xuống đâu. Thôi, nằm chờ tiếp, ai về nó... Dạ, lỗi anh. Lỗi kỹ thuật đúng không? Không, lỗi anh. À, lỗi anh. Ok. Và anh không biết chủ động đâu. Bị thụ động một chút. Nên là hồi sáng hơi hiểu lầm, hồi sáng là em có tưởng là anh dậy lúc 6 giờ xong rồi anh lao từ trên đó lao xuống dưới này luôn. Nên là anh hơi hụt hẫng. Nên là anh đề xuất là đi chạy bộ á. Em không có muốn đi nữa. Vậy là có chút giận dỗi ở đây nè. Có chứ. Có, tất nhiên là có. Ok, lỗi anh, sorry. Em thì em ở Phú Giáo đúng không? Anh mới đi Phú Giáo có một lần rồi. Có thể nào có cơ hội cho anh đi lần hai không? Cũng có thể. Cũng có thể đúng không? Tùy thuộc vào cái cách của anh thôi. À, thì có cái cách của anh đúng không? Ok. Đối với anh thì gu con gái của anh thì nó rất là đơn giản. Anh thích một bạn nữ tóc dài và cao và gầy. Nó chỉ vậy thôi, anh không cần là họ có quá nhiều thứ cho nên là
trong chương trình này kiểu nhiều nhất làm khó anh đó, hiểu không? Kiểu em cũng là cái tiếp người của anh đang tìm kiếm, và Trâm cũng là tiếp người anh đang tìm kiếm, hiểu không? Nhưng mà bây giờ anh không biết được cái sự khác nhau với em và Trâm, nên là anh cũng kiểu vô tình hôm nay có một cuộc hẹn như này, em cũng muốn tìm hiểu em nhiều hơn. Xong lần này cái là đi tìm hiểu Trâm. Anh hầu như là anh chưa nói chuyện với Trâm nhiều luôn á. Em có bây giờ anh thấy mà anh quay qua hỏi Trâm, Trâm em ăn gì chưa hay Trâm, Trâm em uống gì chưa hay em thấy như thế nào không? Chưa hề. Anh cũng có hỏi gì em đâu. Anh lúc nào anh cũng mắt anh nhìn vào em luôn á. Mắt anh nhìn em chứ anh có hỏi gì em đâu. Anh rất là muốn hỏi à. Mà tại anh không biết hỏi cái gì. Nãy giờ anh hỏi, nãy giờ là như là bao nhiêu cái giờ anh hỏi là những cái mà anh đã tích tụ từ lâu lắm rồi á. Kiểu bao nhiêu câu hỏi tích tụ lâu lắm rồi đó. Nếu mà giải quyết sáng, sáng nay dậy 5 giờ đi. Để dậy trước mọi người hả? Ừ. Chắc chưa? Make sure. Ok, bye đi ngủ sớm. Bye đi, em chắc là tiếng rồi anh sẽ tiếp tục làm việc đúng không? Như bình thường, tác phong như bình thường là chỉ cần mở cửa ra một cái là laptop. Không, cái này là công việc nên là em, thì bây giờ mình phải làm không, thôi. Nhưng mà cơ bản anh vẫn sắp xếp được. Cái thứ gì cần ưu tiên thì mình phải ưu tiên hàng đầu. Ok. 5 giờ. Ok, 5 giờ. Keep me fine. Đối với anh nha, hiện tại em mình có cái thú vị nhất mà anh từng nghĩ. Tại vì thật sự trong bốn bạn nữ thì anh luôn muốn tìm hiểu em một ngày nào đó, kiểu lúc nào cũng muốn tìm hiểu kiểu em lúc nào em cũng giữ khoảng cách với tất cả mọi người hết. Anh rất là tò mò vấn đề đó. Anh Long có nói thẳng với mình là anh có để ý đến mình nhiều và cũng thích mình nữa, cho nên là mình thấy hình như anh đang dồn tất cả mọi sự chú ý đến mình. Những cái lần mà anh chung với nhau trong ngôi nhà chung thì mình chưa bao giờ thấy Nhu nói cái ý kiến riêng của mình. Nhu đều lắng nghe và chốt lại cái câu trả lời cuối cùng không à. Chứ Nhu không bao giờ mà chia sẻ bản thân của Nhu. Có thể là cuộc sống của Nhu nó cũng rất là phức tạp, nên là Nhu không muốn kể quá nhiều về cuộc sống của Nhu. Nên là mình thấy là càng ngày Nhu càng thú vị hơn so với mắt của mình. Ngay lúc bây giờ thì em nghĩ là người mà em muốn hẹn hò đó là anh Jun. Bởi vì em cảm thấy là anh Jun đang hơi né né em chút xíu. Em không biết lý do gì thì em muốn tìm hiểu là cái lý do vì sao anh Jun lại né em. Vẫn chưa lên à? Mọi người bảo em muốn nói chuyện với anh hả? Họ anh nghĩ vì sao em lại muốn nói chuyện với anh? Hả? Anh nghĩ vì sao anh lại muốn nói chuyện với anh? Anh không biết, nghe nghiêm trọng lắm. Đâu có gì nghiêm trọng. Họ bảo có người muốn nói chuyện với anh. Vậy anh đoán xem đi, tại sao em lại muốn nói chuyện với anh? Sao ta, anh không biết. Anh thấy mọi thứ vẫn bình thường ấy. Vẫn bình thường? Ừ. Tại vì em nghĩ là anh đang hiểu sai gì đó về em. Không, không có. Đó, thì em nghĩ... Tại sao em lại nghĩ vậy? Thì em nghĩ là... anh nghĩ có đối với anh là ai? Anh giữ trong đầu cho anh thôi. Thôi, giờ như vậy anh không thể chia sẻ với em được. Con trai nha, anh đoán cặp đôi biển, người con trai sẽ là Đông. Anh mới chỉ biết vậy thôi. Còn con gái? Con gái hả? Ừ. Con gái anh nghĩ là em. Đó là vấn đề của ngày hôm nay. Ôi hả? Nhưng mà sao em biết anh nghĩ em như vậy? Thì nhìn cái cách mà anh thể hiện ra bên ngoài là em biết anh nghĩ em là
cậu đối với ẩn rồi. Anh thể hiện như thế nào? Thì bây giờ anh tự mình mai lại xong anh nhớ đi. Thì em muốn hỏi là tại sao anh lại nghĩ em là cậu đối với ẩn? Thì anh quan sát thôi. Thì em hỏi lý do thôi. Thôi ha. Thì em về đông kiểu... Em về đông kiểu... giống kiểu cố tình không tương tác với nhau ấy. Em với Đông là hai người mà ít tương tác nhất trong ngôi nhà chung ấy. Nhiều mà. Không, ít nhất. Ít tương tác nhất trong ngôi nhà chung. Xong anh kiểu giống kiểu hai người đang cố ý làm như vậy ấy. Nên anh nghi nghi. Đúng rồi, đúng rồi. Không, không đúng. Chính vì không đúng thì em muốn nói anh này không phải là có đúng với ẩn. Ừ, nhưng mà anh nghĩ gì thì nghĩ chứ anh đâu có vấn đề gì về em đâu. Đúng không? Tại vì em thấy là anh hơi kiểu né né em một chút xíu á, nên là em không hiểu vì sao. Xong rồi em nghĩ là có khi nào nghĩ mình là có đối với ẩn không ta, không kiểu. Rồi xong rồi em hỏi anh là đúng là anh nghĩ là có đối với ẩn thật. Không né, anh né. Anh vẫn nói chuyện đúng bình thường. Anh thấy em hơi ít nói. Ngày hôm nay thì phải, ừ, ít nói. Hôm qua vẫn nói nhiều. Có tâm sự gì hả? Không. Còn anh thì sao? Anh thì sao là sao? Thực ra thì anh không kiểu khoảng cách gì với ai hết á. Anh bình thường hết á. Lúc đường thịt anh vẫn chia đều thịt. Chia đều thịt lúc ngồi ăn chẳng có anh ngồi xa em thôi. Kiểu ngồi xa thì nói chuyện nó khó nghe chẳng hạn. Đâu thì em đâu có nói gì đâu. Ý là anh không kiểu né em gì đâu. Anh không né ai cả. Chắc là em hơi nhạy cảm. Nhạy cảm? Đó, vậy. Vậy là em chỉ thấy anh nể em mà. Em còn mọi người là không nể em hả? Ừ. Thật luôn. Vậy để mai anh sẽ sẵn sàng lại. Anh sẽ không nể. Không. Em nói như vậy không để nó là như vậy. Em chỉ muốn hiểu là lý do tại sao rồi anh đang nghĩ gì thôi. À, chắc là vô tình á. Chứ không né đâu. Nhưng mà anh nghĩ em là cặp đôi biển thật. Tại sao nhỉ? Hằng là một người con gái rất là chân thật và thông minh. Mình luôn giữ cái quan điểm là Hằng là người thông minh từ đầu tới giờ. Vì Hằng biết cách ăn nói và cảm nhận của Hằng cũng rất là tốt. Cũng có vẻ là một người con gái hiền lành. Để mà nói Hằng và Trâm chiếm bao nhiêu phần trăm trong gu của mình thì mình nghĩ là cũng 70-80%. Mọi chuyện cứ ngỡ đang bình yên, thế nhưng có một cô gái đang nổi sóng trong lòng. Em không muốn hẹn hò với ai ngay bây giờ á. Kiểu em hơi buồn á. Kiểu là thấy các bạn nam bây giờ thiếu tinh tế khi mà nói ra cái vấn đề gì đó không sợ khác tổn thương. Ban đầu thì là Long, tại vì ảnh đùa giỡn quá chớn với cái câu nói của mình thì mình bị mất cái gọi là cái gọi là tự dưng hai người có khoảng cách. Ban đầu thì đang vui vẻ với nhau, nhưng mà khi mà giỡn quá chớn về cái chuyện tình cảm như vậy á thì mình hơi bị buồn. Cái người anh thích nhất trong lớp học hiện tại á nha là em xong mới tới Trâm. Là em xong mới tới Trâm. Bởi vì hai người mình hay đùa giỡn nhất trong nhà chung là anh Chun và Long. Xong tới tối, đang ăn tối á thì anh Chun lại vô tình, trong cái lúc mình đang nhạy cảm như vậy thì vô tình lại nói ra một câu là mình buồn nữa. Thật ra nếu như mà lúc đó chỉ có một câu nói thôi thì mình buồn nhẹ. Nhưng mà từ trưa là mình đã bị một cú sốc từ anh Long rồi. Là mình đã rất nhạy cảm rồi. Thì từ trưa tới tối mình không đùa giỡn nữa, mình ít đùa giỡn lại, mình có nhưng mà ít đùa giỡn lại. Thì anh Trung lại thêm một câu nói đó làm mình gọi là vết thương nhân đôi á. Ủa, tại sao em thấy nữ nhà chung ai cũng xinh đẹp nè, cũng giỏi giang các thứ, biết nấu ăn cái gì, nói chung cái gì cũng biết. Mà tại sao mấy anh lại ít chủ động như vậy, khó hiểu nhỉ? Em chỉ biết người ta đối với em như nào thôi, em không biết người ta đối với người khác như nào.
Trời ơi, đau lòng. Trời ơi, đau lòng thiệt. À, anh nói lại câu đó đi, để em đau lòng lại cái. Con này hơi cay. Sau đó anh Đông về thì lại thêm có một câu nói mình quên rồi nhưng mà mình không để ý nhiều lắm. Nhưng mà nó cũng chỉ là vô tình đắp thêm cái cảm xúc tiêu cực đó thôi. Ủa vậy mai mình có chạy bộ không? Hôm qua hồi sáng mình bàn là hôm mai mình chạy bộ mà. Có không? Được thì chạy chung. Ủa hồi sáng ai cũng đồng ý hết mà. Đúng rồi, giờ không, chị không đồng ý. Có chị thôi đúng không? Thế mọi người đồng ý. Thôi vậy em ngủ đi, mọi người cùng chạy. Sáng ngày hôm nay mọi người cứ nói câu cái tổn thương tinh thần kinh khủng khiếp nha. Ai cũng nói cái câu tổn thương ghê luôn á. Nhưng mà nó cũng chỉ là vô tình đắp thêm cái cảm xúc tiêu cực đó thôi. Nên là tới lúc là cho nên là đến lúc mà kêu là mình muốn hẹn hò ai thật sự không muốn gặp ai hết. Tại vì mình cũng nhạy cảm, cực kỳ nhạy cảm. Nhưng mà nhạy cảm đối với cái người mà mình nhạy cảm đối với người mà mình quý và mình thương. Nhưng mà không phải trách hai người kia được. Tại vì cái việc mà thương hay là quý nó là xuất phát từ mình, không ai ép mình hết. Bây giờ cố gắng thay đổi cái việc mà nhạy cảm cũng mới thay đổi sao. Hai người mà em giữ nhiều nhất. Chỉ với vài lời nói vô tình của các chàng trai nhưng cũng đã khiến trái tim nhạy cảm của Kaka bị tổn thương. Những ngày sắp tới, Kaka sẽ phải thế nào đây?